Ok, và chào mừng anh em và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người chúng ta cập nhật về thị trường và chúng ta sẽ cập nhật về xu hướng của Bitcoin mọi người nhé. Người xem video của mình có thể ấn vào ủng hộ mình bằng cách like đô anh em nhé. Ok, quay trở lại với thị trường crypto của chúng ta trong cái buổi sáng ngày hôm nay. Trong cái buổi sáng ngày hôm nay ngày 11 tháng 8 khi mà mình đang ngồi cập nhật thị trường và mình đang ngồi phân tích thị trường với anh em thì thời điểm hiện tại thì Bitcoin đang giao dịch ở cái nền giá là 61.034 đô. Về xu hướng thị trường thì chúng ta đã có một cái đà giảm giá của Bitcoin khá là dài. Chúng ta có một cái nhịp giảm giá của Bitcoin từ cái vùng trên này là vùng 70.000 đô xuống cái vùng giá thấp nhất mà mình có đưa ra nhận định với anh em là khoảng 48-49.000 đô. Sau khi Bitcoin rơi xuống vùng 48 và 49.000 đô thì mình có chia sẻ với anh em rằng đây là một cái vùng giá gom hàng rất tốt, thậm chí là một cái vùng gom hàng và nó là trong mơ. Đó thì ở cái vùng giá khoảng quanh mức 50.000 đô thì cá nhân của mình cũng có vào hàng cũng như cũng có phân bổ ở cái vùng giá này. Thì sau đó thì mình cũng có chia sẻ với anh em chúng ta phân bổ vốn, thế nên là thực sự anh em nào mà chúng ta có gom được thêm hàng ở cái vùng giá bên dưới này thì đến ngày hôm nay thì nó cũng đang có một cái đà hồi phục rất là tốt. Sau khi Bitcoin rơi xuống cái vùng dưới 50.000 đô xong thì Bitcoin có một cái đà hồi phục nên cái việc bên trên này vùng 62.000 đô. Nói thì Bitcoin hiện tại thì của chúng ta thì nó vẫn đang giữ trong một cái đà tăng trưởng và một cái đà hồi phục rất là tốt. Với cái xuống của Bitcoin trong cái thời điểm này thì chúng ta sẽ cần phải follow, cũng là anh em sẽ cần phải bám sát kỹ giúp mình. Có thể là trong cái tháng tới thì chúng ta vẫn nhìn thấy những cái đà hồi phục tốt của thị trường cũng là của altcoin. Bitcoin có thể kỳ vọng là trong tháng tới chúng ta sẽ có những cái nhịp sideways tái tích lũy quanh cái vùng giá này. Đó, thì nếu như trường hợp mà Bitcoin chúng ta nó tạo ra một cái vùng sideways, sau đó nó có thể tạo ra những cái vùng giá cũng như là tạo ra những cái target tăng trưởng phía bên trên thì nó rất là tốt. Gần đây nhất thì chúng ta đang có một cái kháng cự của Bitcoin ở khoảng 70.000 đô. Bitcoin nếu như muốn tăng trưởng và tạo ra những cái nền giá cao hơn thì Bitcoin cần phải vượt qua vùng 70.000 đô. Thì đây cũng là cái target mà Bitcoin có thể hướng tới trong cái thời gian tới. Tất nhiên là cái con đường để Bitcoin có thể chạy thì nó cũng khá là gian nan. Có thể nó sẽ chạy qua một cái quá trình sideways tích lũy hoặc là có thể qua một cái quá trình tăng trưởng từ từ lên cái vùng giá phía bên trên này. Thậm chí là có một cái chiều số trường hợp nếu như mà thời điểm này nếu như mà thực sự anh em chúng ta vẫn cầm hàng chặt thì chúng ta vẫn có thể có những cái nhịp rũ xuống cái vùng bên dưới là khoảng 55 cho đến vùng 58.000 đô là cái điều hết sức bình thường. Sau đó thì thị trường mới có thể tạo ra một cái đà tăng trưởng trong một con sóng chung và dài hạn. Và thực ra thì cho dù anh em mà chúng ta có cầm hàng hay là đang giữ hàng thì mình nghĩ rằng là cũng không cần phải quá lo lắng trong cái thời điểm này. Thậm chí là trong cái thời điểm mà thị trường nó có những cái điểm vào hàng tốt thì anh em chúng ta có thể cân đối, chúng ta phân bổ vốn và chúng ta vào hàng thêm, chứ chúng ta cũng không có gì mà chúng ta phải đắn đo cả. Về Bitcoin ở trong cái thời điểm hôm trước nó rơi xuống cái vùng khoảng 48 và 49 ngàn đô thì có khả năng là Bitcoin của chúng ta nó đã tạo ra được một cái vùng đáy khá là tốt rồi. Nó thì có thể đây sẽ là một cái con sóng, một cái vùng giá có thể coi là vùng đáy trong một cái con sóng điều chỉnh lớn thì cũng hoàn toàn hợp lý thôi. Thì nên là thời điểm này thì anh em nào chúng ta mà có tiền thì chúng ta vẫn có thể phân bổ vốn, chúng ta vẫn có thể vào hàng, chia vốn ra để chúng ta vào. Anh em đánh ăn coi thì có thể tham gia vào trong nhóm tín hiệu premium của mình nhé. Đăng ký vào thì hoàn toàn miễn phí thôi. Link thì mình có để phần mô tả của video. Đó, anh em chúng ta có vốn, chúng ta muốn đánh an toàn hơn thì chúng ta có thể đăng ký vào trong nhóm VIP nhé. Tham gia vào trong nhóm VIP thì sẽ có một cái chiến lược đi, một cái lộ trình đánh nó an tâm hơn. Thì mọi người sẽ được tham gia vào trong cái buổi Zoom định hướng là thứ ba. Hôm nay chủ nhật thì thứ ba thì mọi người sẽ được tham gia vào cái buổi Zoom định hướng của mình. Thế nên là anh em chúng ta có thể đăng ký vào đánh cho nó an tâm mọi người nhé. Đó thì quay trở lại với thị trường thì Bitcoin hiện tại nó vẫn đang ở trong một cái vùng tái tích lũy, vùng gom hàng thôi. Thì khả năng rất cao chúng ta đã và đang có một cái vùng giá khoảng 48 49 ngàn đô này thì có thể là sẽ tiếp lập cái đáy trong cái đợt điều chỉnh này. Thì cái này anh em sẽ cần phải follow cũng là anh em sẽ cần phải bám sát thêm giúp mình. Đó thì thị trường rất ok nhá anh em nhé. Khi mà Bitcoin nó rơi xuống cái vùng giá 48 và 49 ngàn đô thì khả năng chúng ta đã có một cái vùng đáy trong cái đợt điều chỉnh sóng lớn rồi. Thì trong trường hợp mà thị trường trong tháng tới nó tích lũy và nó rũ hàng xong thì nó sẽ có những cái đà tăng trưởng cũng là những cái mức tăng trưởng khá là cao ở cái phía bên trên. Đó thì anh em chú ý và anh em cân nhắc giúp mình. Rồi chúng ta sẽ nhìn qua một chút về ETH.
ETH thì trong cái con sóng thời gian vừa qua thì nó cũng điều chỉnh khá là sâu. ETH thì chạy khá là sát cái plan của mình đưa ra, đúng không ạ? Anh em nào mà trước đây mà gom được ETH ở cái vùng mình côn anh em khoảng tầm 1000 đô này, là 500 đô hay là 1700 đô thì chắc chắn là bây giờ mọi người vẫn đang có lợi nhuận và mọi người vẫn đang duy trì một cái mức tăng trưởng tài khoản rất là tốt. Thì chúng ta vẫn cầm thôi, một cái nhịp điều chỉnh ETH ở vùng khoảng 2100 đô này. Thì nếu như anh em nào mà chúng ta có tiền chúng ta gom thêm thì nó cũng là một cái entry rất là đẹp, thì chúng ta giữ cho mình. Đó, tiềm năng của ETH trong cái mùa sóng này cũng là trong cái năm nay điều rất là lớn, thì cố gắng là anh em tận dụng giúp mình thôi mọi người nhé. Về ETH thì chúng ta cũng sẽ cần có một con sóng trung hạn và một con sóng dài hạn để nó tạo ra cái vùng tái tích lũy và cái vùng gom. Thì kỳ vọng là ETH của chúng ta thì nó cũng cần để vượt qua những cái vùng kháng cự bên trên này. Nhưng mà với mình thì theo như mình, với một con sóng dài hạn hoặc là với một con sóng trung hạn thì cái việc mà ETH nó vượt qua những cái vùng đỉnh phía bên trên là khoảng 3k5 thì cũng không phải là quá khó. Thì vấn đề là thời gian thôi. Đó, thì đây vẫn là một cái lựa chọn tối ưu để anh em chúng ta có thể ôm, cũng như chúng ta có thể nắm giữ dài hạn và hoàn toàn yên tâm mọi người nhé. Ancoin thì trong cái thời điểm này khá là nhiều. Anh em đánh Ancoin thì có thể đăng ký vào trong nhóm tín hiệu của mình nhé. Ancoin trong thời điểm này thì cũng nhiều đồng coin nó đang ở trong cái vùng gom đẹp. Gần đây nhất thì chúng ta có một cái đồng coin tăng trưởng là con Sui. Sui là một trong những đồng coin mà hồi phục rất là tốt. Thì cá nhân của mình thì mình cũng vẫn cầm Sui thôi. Anh em nào mà chúng ta muốn bán ra, nếu mà anh em nào mà gom được ở đáy muốn bán ra một phần thì cái đấy cũng được, tùy mọi người. Thì nó cũng có một cái đà tăng trưởng rất là tốt rồi. Thì với Sui thì cũng là một cái lựa chọn mà chúng ta có thể nắm giữ. Đó, chúng ta có thể ôm mà chúng ta nắm giữ. Đấy thì cũng không có vấn đề gì cả. Đây là một dự án cũng ok và một cái dự án tốt. Tất nhiên là bây giờ cái nền giá này nó là nền giá cao rồi, thì anh em mà chúng ta mà mua thì chúng ta cũng sẽ phải tính toán nhé. Đó thì chúng ta phải phân bổ quản lý vốn cho mình. Đó, còn những anh em mà mua được cái vùng giá bên dưới này cơ thì chúng ta vẫn có thể cầm, chúng ta vẫn có thể giữ. Đó, hoặc là có thể chốt ra một phần. Cái này tùy vào cái cách quản lý vốn của anh em thôi, không có vấn đề gì. Ancoin thì hôm nay thì chúng ta cũng thấy sự trở lại của ABT. ABT thì mọi người cũng thấy sự trở lại của ABT cũng bắt đầu có những cái sự hồi phục rồi. Đó thì anh em đã chú ý giúp mình, có thể là Ancoin trong thời gian này nó sẽ tạo ra những cái nhịp rũ nhẹ chẳng hạn, sau đấy nó sẽ tạo ra những cái đà tăng trưởng tiếp. Thì đấy cũng là cái cơ hội tốt cho anh em chúng ta có thể phân bổ vốn, chúng ta có thể vào hàng thêm trong cái thời điểm này. Đó thì thị trường thì mình vẫn nói với anh em rồi. Năm nay là một trong những cái năm mà cái cơ hội nó rất là nhiều. Nếu mà trong cái năm nay mà anh em mà tận dụng được ấy, thì mình tin rằng là có thể giúp cho mọi người thay đổi cái cơ hội, thay đổi được cái vị thế, cũng như có thể giúp cho mọi người gia tăng cái tài khoản rất là nhiều. Đó, thế nên là anh em cố gắng, anh em đánh cẩn thận giúp mình thôi. Chứ bây giờ Ancoin đa phần đánh bị chia rất là nhiều, anh em đánh FOMO, đánh bản năng thì mất mát rất là lớn. Thì cái này anh em chú ý giúp mình. Cơ hội nó sẽ song hành với cái rủi ro, và cơ hội nhiều thì cái rủi ro với thị trường nó cũng nhiều. Nên là anh em khi mà đánh và khi mà giao dịch hãy chú ý giúp mình. Đó, thị trường thì nó rất là khốc liệt. Thì cũng rất là may mắn thì khi trong tuần vừa qua thì chúng ta đã cut out được hàng cái vùng phía bên trên này. Nó gần như là một cái điểm cut out rất tốt với Ancoin. Đó, thì sau khi cut out xong thì gần như mặt bằng chung của Ancoin nó đều giảm rất là mạnh. Ancoin thì hiện tại nó cũng đang nằm ở trong cái vùng gom hàng thôi. Nó đang nằm trong cái vùng gom hàng. Anh em phân bổ vốn, anh em quản lý vốn, anh em chia ra, anh em múc là ok thôi nhé anh em nhé. Đó, trong cái đoạn này thì nó là những cái năm tháng mà khó khăn nhất. Thì mình cũng muốn là trong cái thời gian này thì mình nên chia sẻ với anh em để cho mọi người có thể an tâm chúng ta đầu tư. Chứ mình tin rằng là nếu mà mình không chia sẻ với anh em nhiều như thời gian vừa qua thì có lẽ là đã nhiều anh em chúng ta đã chọn cái cách dừng lại rồi. Đó, chúng ta lựa chọn là chúng ta dừng lại rồi. Thì trong thời gian này thì mình cũng muốn là đồng hành với mọi người cho mọi người an tâm. Chứ những cái đoạn này là những cái đoạn tốt để đầu tư mà anh em lại kiểu dừng lại và anh em bỏ cuộc thì nó cũng rất là đáng tiếc. Thì anh em rất cố gắng và anh em chú ý giúp mình nhé. Năm nay thì chúng ta sẽ có nhiều cái cơ hội với thị trường đấy. Và chỉ qua là anh em chúng ta có vượt qua được, anh em có nắm bắt được hay không thôi. Hay là anh em đánh kiểu FOMO và đánh theo bản năng. Thì anh em chú ý giúp mình. Rồi, chúng ta sẽ nhìn qua tổng quan chung thì DOM hiện tại nó vẫn đang tăng thôi. Đó, bắt đầu có những cái tín hiệu giảm rồi. Bitcoin, Ancoin thời điểm này thì đều là những cái lựa chọn mà anh em chúng ta có thể phân bổ. Đó, chúng ta có thể chia vốn ra chúng ta mua. Đặc biệt là anh em nào hôm trước mà bắt được cái vùng đáy này thì quá ngon rồi. Đó, thì hôm trước thì mình có bắt thêm một phần vốn ở cái vùng đáy của thị trường của Bitcoin và của Ancoin. Thì trong cái đoạn này thì mình cũng đang chờ đợi thị trường thôi, chúng ta cũng không vội. Anh em nhớ cho mình, đầu tư nó cần phải có một cái quá trình, nó cần phải có một cái nội trình đi, chứ không phải là chúng ta vội vàng. Vội vàng là rất dễ khiến cho anh em FOMO và anh em chúng ta bị đu đỉnh ngay. Đó, nên đánh đầu tư cần phải có một cái quá trình, có một cái chiến lược đánh anh em nhé, không vội vàng được không?
Ok, mọi người có thể tham gia vào trong cái Telegram này, tham gia vào group Facebook của mình ở cái phần mô tả của video nhé. Nó tất cả link Telegram, group Facebook, Twitter hay là TikTok của mình thì mình có để hết ở phần mô tả nhé mọi người nhé. Ok, và video ngày hôm nay của mình sẽ kết thúc đây. Hẹn gặp lại mọi người trong cái video tiếp theo. Bye mọi người nhé.